Chào. À, món mình hướng dẫn ngày hôm nay là một món củ cải muối, cũng là cho món chay của gia đình. Củ cải muối thì mình sẽ chế biến theo hai cách. Cái này là củ cải muối mình đã mua về và rửa sạch sẽ rồi ngâm nước. Đây là mình xắt ra. Thì hai món ngày hôm nay, một món là mình sẽ xào mặn, xào dầu. Và một món thì mình sẽ trộn trộn đường với bột ngọt rồi mình ém vô keo để dành ăn. Nó là một món mặn để mình ăn cơm chay, thỉnh thoảng mình thích thì mình cứ lấy ra ăn. Củ cải muối thì để ăn lâu dài được, khi mình trộn xong tỏi, ớt, đường, bột ngọt thì chúng ta sẽ để vào tủ lạnh, để vô keo để dành ăn lâu. Thỉnh thoảng bữa nào làm biếng làm đồ ăn thì cứ lấy ra ăn. Mình sẽ xào mặn một ít chung với đậu hũ. Cái này mình xắt ra và mình sẽ chia ra làm đôi. Một nửa thì mình sẽ xào dầu, hành, tỏi. Và một nửa thì mình sẽ ướp trộn. Cũng là tỏi, ớt. Và để vô keo. Nhớ là mình ngâm nước cho nó lạt nha. Khi ngâm nước cho nó lạt ra rồi thì khi mình nêm nếm để mình nêm lại, mình trộn á, thì mình sẽ nêm cho nó vừa ăn. Nếu mà cái miếng của cải muối này nó bị lạt thì mình sẽ nêm một ít hạt nêm, đường, bột ngọt và hạt nêm. Đừng nêm muối. Bởi vì nó là loại củ cải muối cho nên không cần phải nêm muối. Và trong bữa cơm hàng ngày của gia đình mình hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người một món canh bắp chay. Ở trong cái món canh bắp chay của chúng ta thì mình sẽ nấu tùy theo cái sở thích. Thường thì gia đình mình thích nấu canh bắp với lại rau bồ ngót và mù tơi. Và đó cũng là hai loại rau có đầy đủ rất là nhiều dinh dưỡng cho mọi người. Ăn chay hay là ăn mặn gì thì bác sĩ cũng khuyến cáo là ăn bồ ngót và bồ mùng tơi rất là bổ, bổ dưỡng, cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Cho nên thường xuyên thì bồ ngót và mù tơi thì mình hay thích nấu canh bắp. Tại vì hai cái đó nó phối hợp lại, nó giúp cho cái hương vị của canh bắp rất là đặc biệt, hấp dẫn, thơm ngon và đầy đủ bổ dưỡng. Rồi khi mà mình sơ chế xong thì mình sẽ chia làm đôi cái loại cái củ cải này ra. Đây là một nửa mình sẽ trộn để mà vô keo. Và đây là một nửa mình sẽ để xào ở trên dầu. Dầu với tỏi. Mình sẽ bầm một củ tỏi và chia ra làm hai. Mình trộn tỏi và ớt thì mình cho tỏi nhiều cũng tốt, giúp hương vị của củ cải mình nó sẽ thơm ngon hơn. Đây là ớt tươi, hôm nay mình sẽ bầm hai trái ớt tươi. Ớt mình trồng ở nhà, ớt rất là ngon. Trồng một cây ớt thôi cũng ăn hoài không hết, có trái quanh năm, ăn hoài không hết. Mình không có tưới phân, mình không có xịt thuốc gì hết, ớt của mình ăn cũng hoàn toàn là tươi ngon.
Rồi, mình sẽ cho một số ớt và tỏi vô trong tô. Cho đường vào. Một muỗng ăn canh đường và hơn một muỗng bột ngọt. Bởi vì mình đã ngâm á cho nó hơi lạc ra rồi cho nên mình muốn để ăn lâu mình sẽ thêm một chút xíu hạt nêm. Rồi. Như vậy thì mình sẽ trộn lên cho đều. À, đây là một cái loại củ cải muối mình sắt ra rồi mình ướp đường bột ngọt tỏi ớt và để cho nó thấm rồi mình vô keo để vô tủ lạnh mình ăn dài dài về sau. Có khi nên nấu cháo trắng rồi ăn với củ cải muối cũng được. Nhưng mà canh bắp mình ăn với củ cải muối cũng ngon, bí hầm dừa. Đây là những cái món mình ăn kết hợp cùng cái cải muối, củ cải muối mình trộn ngon lắm. Rồi, và đây là củ cải còn lại. Rồi mình đợi đậu hũ cho nó vàng thì mình sẽ xào cùng với đậu hũ. Rồi, và khâu tiếp theo mình sẽ chuẩn bị và rau. Một món củ cải muối mình sẽ xào với đậu hũ. Mình sẽ cho một cái chảo dầu nấu cho hành và tỏi. Hôm nay mình làm cái món này hành và tỏi hơi nhiều một chút cũng ngon không sao. Và củ cải hồi nãy mình sắc ngâm nước nó đã nguội, nó đã bớt mặn rồi. Mình sắc mình chế biến, mình sẽ nêm nếm theo cái khẩu vị của mình. Mình sẽ xào cho tỏi và hành nó vàng lên, nó hơi vàng một chút cho hương vị nó thơm, nó hơi đậm đà. Là cái món củ cải muối của mình ngày hôm nay mình sẽ chế biến rồi mình sẽ xào dầu, hành, tỏi. Rồi sau đó nêm nếm như vừa ăn và xào lên trên bếp khoảng chừng 20 phút. Thì đây cũng là một trong những món đồ chay xào dành cho người ăn chay, ăn mặn gì cũng ăn được hết. Cứ thích là cứ làm ăn. Rồi, tỏi nó đã vàng, mình cho củ cải muối vào nha. Rồi, chúng ta sẽ nêm nếm. Một muỗng ăn canh, một ngọt. Hồi nãy mình nói là mình đã ngâm củ cải và nó lạc ra rồi, cho nên lúc này mình sẽ nêm một chút xíu hạt nêm. Khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm thôi. Vì cái món này mình sẽ chế biến nó ăn nó vừa miệng ăn chứ nó không quá mặn mà nó đừng có quá lạc. Bởi vì lạc quá thì nó sẽ không ngon. Cho nên mình sẽ nêm nếm cho nó vừa mặn mặn ngọt ngọt. Không có, mình cũng không cần thiết phải để đường. Nhưng mà ai thích để đường một chút thì chỉ dặn ít thôi. Không cần phải để nhiều đường quá. Bởi vì để đường vô thì cái hương vị đường nó sẽ làm cho cái món ăn mình nó dễ bị ngán lắm. Như mình đã chia sẻ trong những video trước. Cho nên đường ở trong món ăn của chúng ta giảm bớt đi cũng tốt. Mình sẽ xào cho củ cải này nước nó ráo, nó thật là ráo nước nó khô. Mình sẽ cho đậu hũ vào. Đây là đậu hũ mà mình đã chiên giòn sẵn. Tức là cái miếng đậu hũ nó rất là giòn, cho nên mình đợi cho củ cải nó ráo nước, nó thật là ráo như vậy thì mình sẽ đổ vô để mà mình trộn chung vô. Nó làm cho miếng đậu hũ của mình nó vừa giòn mà nó vừa ăn, nó không có bị mềm, nó không bị ngán, nó không bị dai. Vậy mà cái cách mà mình xào cái củ cải muối này cùng với đậu hũ đó, thì nó cũng là một cái bí quyết riêng. Mình chiên đậu hũ thì thật là giòn,
Rồi sau đó củ cải muối mình sẽ xào trên bếp cho nó ráo nước, cho nó thật là ráo, nó khô luôn đó. Thì chúng ta sẽ cho đậu hũ vào trộn đều lên rồi nhắc xuống. Thì như vậy thì đậu hũ của chúng ta nó sẽ rất là giòn và củ cải muối thì nó cũng vừa ráo, nó rất là ngon. Mình để thêm khoảng 10 phút nữa đi cho nó thật sự ráo nước nha. Rồi như vậy thì cái củ cải muối của chúng ta nó đã ráo nước và vàng lên rất là ngon. Mình cho hành vào nha, hành lá chẳng không, rất là ngon, vô cùng ngon. Rồi lại thêm một món ăn chay nữa dành cho người ăn chay và ăn mặn cùng ăn được. Mình sẽ cho đậu hũ mình đã chiên giòn sẵn vào nha. Mình cho một lượng vừa với củ cải nữa. Rồi xong chúng ta sẽ tắt bếp. Rồi như vậy là một món ăn mặn. Ngày hôm nay món ăn này mình sẽ ăn kèm cùng với canh bắp. Cho ra đĩa đi. Rồi, trông rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Rất là tuyệt vời cho bữa cơm chay gia đình kỳ duyên của mình ngày hôm nay. Củ cải xào với đậu hũ chiên giòn rất là ngon và tuyệt vời. Một món ăn chay thuần khiết nữa. Đây là mâm cơm đơn giản của gia đình kỳ duyên mình, gồm có một tô canh bắp và một dĩa đậu hũ xào cùng với củ cải muối, rất là ngon. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người ngon miệng, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn. Hãy chọn lựa cho mình một con đường đi đúng hướng, đó là một con đường giải thoát luân hồi, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật.